Mến chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Hiện tại thì mình đang ở Dục Tượng của Kiên Giang ha. Thì nghe mấy anh em đây nói là hôm nay ở đây có tổ chức một cái cuộc đua vỏ lãi trong cái mùa nắng nóng này các bạn, để gọi là giảm nhiệt chút xíu. Chứ bây giờ mà ở nhà không thì cũng nắng quá chịu không nổi. Cho nên thì các anh rảnh rỗi thì cũng xanh ông nổi để tổ chức đua một cái cuộc vỏ lãi ha. Thì mình đứng bên đây, mình hỏi qua bên kia thì mấy bạn nó có nói là đua đường đua 200m. Máy thì máy gì mình chưa hỏi cụ thể. Và đua thì có giải đàng hoàng các bạn, giải nhất thì cũng được một cái máy gì đó. Và mình có hỏi là bên nào tổ chức thì các bạn mình hỏi cũng không có gành cho lắm. Cho nên thì chút xíu nữa nếu mà mình cập nhật được thêm thì mình sẽ cập nhật tiếp tục để cho mọi người và các bạn xem dễ hơn ha. Đây thì có vỏ lãi truyền thống. Cái đó là vỏ lãi truyền thống ngày xưa là mười mấy, 20 năm trước đó các bạn. Còn bây giờ là hầu như là vỏ composite với kiểu xuồng thái một lường không à. Thì để coi là xíu nữa sẽ có bạn qua bên đây rước ngoài qua bên kia. Có gì thì mình sẽ hỏi rõ hơn cái chi tiết của cuộc đua hôm nay. Thì cái này là chủ yếu là anh em ở sớm người ta thích cho nên thì người ta hùng lại để mà tổ chức thôi nha các bạn, chứ không phải là đua gì gòm gà nha. Thì mọi người cho thông cảm, đây cũng là gọi là nho nhỏ thôi chứ không phải là gòm gà gì. Đây có bạn này mình sẽ giang qua bển nha. Hãy đi luôn không? Dạ. Chuẩn bị không nè. Thế bây giờ thì mình đi xuống điểm đích nha các bạn. Ở trên đó là điểm xuất phát, còn đây là điểm đích nha. Và khán giả trên bờ quá trời luôn rồi kìa. Quá khán giả rồi. Hẹn gì kìa. Không, cái đích tới đâu? Đó, đó. À, chỗ cái đầu vớn này hả? Cái đây là xuất phát. Để là lộ trời. Để mình lộ trên kia nó đúng điểm đích mới hay không? À. Điểm cuối. Cái này mình đua nhiêu mét vậy bạn? À, máy thì máy tự do ha. Hay là sao? À, máy là máy 6. À, nhưng mà độ tự do. Rồi vỏ thì vỏ chế, vỏ tự làm luôn. Mạnh ai nó chạy. Dạ, vỏ thì cũng mấy luôn à. Vậy là cuộc đua hôm nay là cuộc đua lẳng lộn, ai muốn chơi gì chơi. Rồi. Nhưng mà bắt buộc là máy 6 nha. Tôi nhân á. Ừ. Rồi. Đó là thông tin. Chắc mình lợi đích cái nó hay hơn. Về lại đích đây nè, đích đây nè. Tại vì đổ rào cái đầu xuất phát. Chết anh lùi tí, chết anh lùi tí. Rồi, để mình lại đằng này điểm đích các bạn. Nước đây đúng nè. Đây cái chỗ mà cái cây cầm ở giữa sông các bạn, thì cái đó là điểm đích nha. Và ở phía sau lưng của mình hút cái chiếc vỏ nó chạy chút xíu là điểm xuất phát. Thì nghe mấy bạn đây nói là tầm 10 cặp là 20 chiếc ha. Khán giả thì cũng hơi đông, tại vì cái này là tổ chức cũng nhỏ các bạn, cho nên thì chỉ là những anh em đam mê ở gần đây lại xem thôi. Thì có chú khán giả này là ổng chịu cực mà ổng chui xuống cái đấm lùm luôn nè. Biết chắc chú cũng quay phim quá. Đó, đây một thí sinh đang thử máy. Quả bay của bạn ơi. Bay nón luôn rồi. Chơi cho bay nón luôn, bỏ của luôn các bạn. Ok, như vậy là có lẽ là góc quay mà đứng đây là phù hợp để mọi người xem rõ hơn rồi đó. Qua wow, đây gặp idol nhóc hết trơn các bạn, idol top được không ha. Ngồi đầy bển trơn kìa. Không có làm gì, chủ yếu là chủ yếu là đi câu thôi. Thì vỏ hôm nay á là vỏ đồng bạn,
Rồi, ngày mai có. Quá rồi, khán giả. Không, bên đây được anh em ngồi đây được rồi. Được rồi, bên đây được rồi. Đó, ở phía trên đó là cái điểm xuất phát ha. Thì mấy anh em chắc mình nghĩ là cũng đang chuẩn bị hoặc là bốc thăm để mà bên nào chạy bên nào ha. Lý do là mình lại hơi trễ quá à. Những cái thông tin mà mình cập nhật thì nó chưa có được đầy đủ. Mọi người xem thì chủ yếu để giải trí, coi mấy anh chạy thôi. Hiện tại bây giờ thì một cái nắng mà nó là cực kỳ là nóng. Kìa bay rồi kìa. Bay rồi các bạn. Đua luôn rồi các bạn ơi. Quá nhảy rồi. Anh bên đây thì đi rất là đầm nha. Còn bên kia thì anh bay như chim. Bên đây đã ok các bạn. Quá hay các bạn ơi. Chiếc này nó nhảy quá cho nên thì không có đeo kịp anh kia. Quá rồi. Mấy ảnh nói mấy sáu mà sao có nhìn nó bự dữ vậy không biết. Rồi như vậy thì cặp đầu tiên cái chiếc này bằng cây các bạn, không phải composite nha. Cái này bằng cây. Máy này hình như là máy Mitsubishi thì phải. Quá chạy. Chạy không có một miếng nhảy luôn à. Mẫu vỏ lãi này là cách đây khoảng mười mấy 20 năm trước á, cứ mỗi dịp mà mùa nước đổi các bạn thì ở những cái chùa, ngôi chùa người ta thường ta hay tập trung để mà tổ chức đua vỏ lãi ở trên cái ruộng á. Nhưng mà hồi xưa thì toàn là chạy máy zin không mà các bạn, không có vụ độ như bây giờ đâu. Hồi đó là chủ yếu là vỏ chân vịt. Mà chân vịt thì ai mà được cái chân vịt thao á là quý với lại là uy tín này. Còn bây giờ là chân vịt inox phải bào bóng rồi chỉnh sửa gì các kiểu đà điểu hết. Đó là được cái vỏ này là uy tín rồi các bạn ha. Chạy là lên bờ là bay trên ruộng là phóng bà mẫu luôn á. Đúng là đam mê không có cản ai nổi các bạn. Quá xá luôn rồi khán giả nè. Nắng gì thì nắng ha. Bên đó cho mình nghĩ hình như là chiếc này là cặp tiếp theo thì phải. Chắc mình nghĩ là vậy các bạn. Đang chạy lên. Hả? Mấy anh này chơi toàn là mấy Nhật không các bạn. Biết phải không, nó nhìn cái mặt nạ sao giống của dân gu hay mít xu quá. Đúng không các bạn, này là chơi mấy Nhật không nha. Này là chắc mít xu. Có Trung Quốc có, Đài Loan không có. Tùy theo độ quá, nhưng mà cái trong màn ảnh này thì là một cái mấy Nhật. Nào có tiền thì mới nhật cái độ, không có tiền Trung Quốc. Anh có nghe nói là giải nhất là được cái đầu máy hả? Rồi là cái đó là bên nào tổ chức hay là mình hùng lại anh? Đó là như tất cả đó. Chơi thì mình không lớn à, chứ không như mấy cái giải lớn ha, là người ta có nhà tài trợ ha. À. Anh này anh chơi đua vỏ mà đội nó mạo hiểm luôn các bạn. Ghê chưa? Hơi bê à. Bạn Tý, bạn mới cập nhật cho mình hay là tổng cộng là 16 chiếc. Đúng không? 16 chiếc, 4 đội. À, 4 đội. Nhưng mà hiện tại giờ đậu gãy gác lum hết rồi. Mình không biết chính xác là đội nào và đội nào. Thì mấy anh em nào ở đây nè, có tình cờ xem được đoạn phim mình thì hãy bình luận cho mình trong cái bình luận đó, là bao gồm mấy đội nào ở đâu giúp mình nha. Mình lại trễ quá, không có cập nhật được. Phải chi qua bên sông được á thì sẽ nắm bắt được cái thông tin nhiều hơn để mọi người xem đỡ thắc mắc. Quá wow, bạn này bây giờ mới chạy trước cái cây số gì trời. Chìm cả cây luôn vậy.
Cái này là mấy anh chạy thử nghe các bạn, chứ không phải là đua nghe. Nếu mà đua thì khán giả đây la dữ lắm. Không biết idol của ai đây. Mình thấy là có một cái máy nó nổ không có được giòn các bạn. Cái chiếc máy màu vàng. Tham gia những cái là những khán giả của cái những cái trận đua đó các bạn, thì không thể thiếu những cái bạn gọi là idol giới trẻ thôi. Rất là nhiều ở đây luôn á. Đua thì ít, dòng TikTok là nhiều. Bên kia thì có một con hai thì, cái tiếng chắc cũng Kawasaki hay gì các bạn. Không biết là trên vỏ lãi hay là máy âm hay gì đó. Nẹt bên kia dữ rồi. Cũng lâu dữ rồi mình không có nghe được cái tiếng hai thì các bạn. Nó kêu xăng xăng xăng. Đây đây thì một bạn đang chuẩn bị giật máy ha. Tại vì cái xuồng nó rất là nhỏ các bạn, muốn giật thì phải có một bạn vịn cái dàn láp, nâng cái lái lên. Chứ nếu mà đứng chồm ra thì nước nó sẽ vô cái phần lái các bạn. 10 giờ bây giờ mình chơi đua trời. Quá trời nóng rồi. Ổn chưa? Mình không nghe tin tức chưa các bạn, mình vừa lú đầu thấy hai bạn làm cái hù rồi. Quá trời nắng các bạn, thì trên cái màn hình mình đang quay á, mình dòm vô nó không có thấy luôn á. Không biết là mình quay rồi mình zoom nó có đúng chỗ không hay là zoom trên đầu cây không nữa. Đây anh này thì cũng đang chạy lên điểm xuất phát các bạn. Như là 3T hay gì nè. Là đem xuất phát để làm khán giả đó chứ gì nha. Đó, giờ này mới chạy lên để đua gì nè các bạn ơi. Thằng nãy là chạy thử thôi nha. Chạy thử thì chưa có biết ai là ai, cũng chưa biết nhanh là chậm đâu, chỉ có chạy thật á mới biết được. Đôi khi thì người ta cũng nương nương các bạn, gọi là chim mồi. Ủa mà sao chạy gì kỳ vậy? Máy này bị lỗi hay là bị cái gì các bạn? Chạy thấy rất là chậm ha. Ganti mà. Hình như là chạy lộn bên các bạn. Các bạn mà chạy trước á là chạy lộn bên á.
Nãy giờ thì thật sự ở đây nó rất là gối nùi các bạn. Mấy anh bên kia thì lúc thì nói là chạy thử, lúc thì đua thiệt, lúc thì thua, lúc thì thắng. Hình như là hơi gói á. Hiện tại thì có hai anh đang chơi về. Thiệt hay giả thì không quan trọng, quan trọng là xem nha các bạn. Bày cái nón luôn rồi. Quá 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 gần rồi cho nên thì mình không có thể biết anh nào thắng. Tài đi các bạn. Đang coi lại là xem là anh nào sẽ thắng trước, ý lộn, đụng đích trước. Anh nào mà đụng đích trước thì nó sẽ sướng các bạn. Cái này giống như là công nghệ va vậy ha. Tù tới tù lui vậy. Quá rồi, tổ trọng tài phải nói là coi tới coi lui rất là tỉ mỉ nha. Trước tại bên mình quay xéo, mình quay xéo lên hả? Đây như các bạn thấy thì hầu như là anh em với nhau không mà ha. Đua là ăn thua không quan trọng. Anh nào cũng cười cà cà hết ha. Tới nữa kìa. Có gì nữa rồi, nhanh vậy. Đây ở dưới đang chạy lên nha các bạn. Ôi anh kia kìa, nhảy kìa, trời ơi. Quá anh quá phóng rồi. Vậy cũng không kịp các bạn. Chiếc mép bên bển đã thắng chiếc bên đây. Mặc dù thì cái chiếc bên đây là cái nước rút, cái nước hậu rất là dữ nha. Nhưng mà lý do là khoảng cách quá gần 200m rồi. Rút lên không kịp. Chắc mình do là lỗi cái lúc xuất phát ha. Hai chiếc đầu tiên nãy màu vàng rút. Không biết là hai anh đó chạy lại hay là như thế nào các bạn, mà bây giờ mình thấy hai anh đó chạy lên điểm xuất phát lại ha. Đó, ở trên kia rất là xa nha, mọi người cũng gắng xem giúp mình. Mới quay lại để giật máy. Không, khoảng cách đây từ đó tới đó thì cũng khoảng 400m các bạn, chứ không thể nào 200m được. Mình nghĩ rất là xa rồi. Rồi anh trọng tài anh đã đứng lên ha, chuẩn bị nha các bạn. Mấy anh này anh chạy vòng vòng tạo sóng cũng khó chạy. Quá xa thì mình chỉ cần thở nhẹ thôi là cái màn hình nó rung rung được ha. Rồi mấy anh đã xuất phát ở dưới các bạn. Quá rồi, trời ơi. Đúng là những cái chiếc mà vỏ nhỏ mà mấy độ thường thường xuất phát là nó hay quay ngang lắm ha.
bên kia lại thắng rồi các bạn. Tại cái chiếc chạy mép bên đây nó hơi bị nhảy quá ha, cho nên là khi mà nhóng lên thì nó bay xa hơn một chút, nhưng mà lúc mà rớt xuống thì cái máy nó sẽ bị ảnh hưởng một phần nào đó thôi. Bây giờ là cái vỏ nào càng đầm thì cái vỏ nó sẽ đi tốc độ cao hơn. Như anh này thì anh đã giành chiến thắng. Đây, mình sẽ cho mọi người các bạn thấy nông dân ở miền Tây mình là đi thăm ruộng bằng những cái máy và giỏ lãi như thế này nữa các bạn. Đây là những cái giỏ lãi của những bác nông dân nha. Cũng không có thua gì mấy bạn trẻ mà đi đua đâu. Đây, mấy anh em mà đi theo xem đua giỏ lãi hiện tại bây giờ là quá giờ khát nước các bạn. Không có gì uống cho nên thì uống nước có ga luôn rồi. Đó. Quá đã rồi. Đây, tiếp tục thì lại thêm một cặp nữa nha. Nãy giờ thì cứ chặt chuột hoài à, mình không biết chính xác là cặp này là cặp thứ mấy nữa. Ta chỉ thấy anh mấy bên đây, bên kia đó tiêu rồi. Ủa? Rồi đâu rồi? Chỉ còn mình gì? Tiêu hết người rồi. Sửa gì đâu, đem về nhà đâu. Mình bây giờ thì cũng đã đổi một cái vị trí khác để gửi đến mọi người cái điểm xuất phát nha. Hiện tại mình đang ngồi trên một cái chiếc vỏ lãi thì nó hơi lắc nhẹ chút xíu. Trò chơi là chơi đó. Nhảy giống như là cóc nữa bạn. Nãy giờ hầu như là thấy mép bên bển là thắng là nhiều hơn bên đây á. Đúng rồi. Không biết là do như thế nào nữa. Do hên xui. Bên bển đoàn thắng không à? Bên bển thắng không? Không, bên đó lúc nào cũng dễ chạy hơn bên này, bên này gió nhiều. Lúc mà có gió là bên này có ăn nổi máy đó hồi nãy. Mai đó mà chạy mà thấy ngon không? Mai đâu có chạy đâu, má nó lần nào nó cũng chết máy không. Mẹ bây giờ cặp tiếp theo chuẩn bị ha. Anh trọng tài phía trước mũi vỏ lãi lớn thì đang ra dấu hiệu rồi xuất phát ha. Dựng mũi luôn các bạn. Thì cũng khá là lâu rồi ha, mới có một cái chiếc là mép bên tay phải mới giành chiến thắng thôi, hầu như nãy giờ toàn bên tay trái các bạn. Bên kia bà đổ. Bên này tự đổ. Rồi ông hiện lại là cái nghe mấy anh ở đây nói là đua cái này cũng có vòng loại nữa nha các bạn, chứ không phải là bắt cặp xong là hết luôn nha, mà phải chia ra vòng giống như tứ kết rồi bán kết rồi chung kết rồi tùm lum chứ. Mà này nó hơi gối não quá, mình giải thích không được ha. Cái chiếc vỏ mà màu xanh đọt chuối dạ quang này là đang chuẩn bị vô ha. Hai vòng là mình vô tứ kết bán kết vậy đó. Ừ. Vô vớn
Không biết là bây giờ là cặp này là cặp thứ mấy và cặp bao nhiêu thứ hạng số mấy rồi các bạn. Thật sự giờ là chỉ quay thôi cho mọi người coi thôi. Ý là mấy chú đây là dân chuyên nghiệp mà để coi luôn còn không có so sánh được nữa. Quá wow, anh bên kia anh nhảy rồi kìa. Mấy này nó cái anh bên đây nãy là anh qua luôn rồi bộ. Ông nó qua rồi. Ừ. Rồi lên rồi đó, lên rồi đó. Rồi anh. Đây giờ là sẽ hai bạn tiếp theo. Không biết là em đấy. Rồi em này đã thua rồi các bạn. Và đây là cuộc đua chung kết giữa của những chiếc giỏ. Cho nên thì mấy anh em ở đây là đứng hết trơn các bạn, hóng và chờ. Mình cũng gắng nhẫn nại lại chút xíu nữa để quay cho nó trọn vẹn cái cuộc đua hôm nay luôn ha. Rồi, nghe cái tiếng rất là lớn các bạn. Rồi, ở đây thì cũng không có trao giải, cũng không có gì như bên ban tổ chức lớn. Thì mình xin tạm dừng video tại đây nha. Chúc mấy anh em đồng mạnh khỏe ha. Làm sao thì sẽ cống hiến những màn đua kịch tính hơn.